xin chào các khán giả của kênh Bóng Đá. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Vừa rồi thì chúng tôi có một hành trình di chuyển cùng đội tuyển Việt Nam từ sân bay quốc tế Viêng Chăn của thủ đô Lào để trở về Hà Nội sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào kết thúc ở trận ra quân gặp Lào tại bảng BFF Cup 2022. Thì đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào và đây là sự khởi đầu rất là thuận lợi. Như bạn có thể thấy thì sau chuyến bay kéo dài 55 phút, một chuyến bay khá là ngắn, thì cầu thủ đã có mặt tại phòng chờ hải quan để chuẩn bị làm xuất nhập cảnh để đi về khách sạn. Các cầu thủ có được cái tinh thần rất là thoải mái. Với một chiến thắng trong ngày mở màn thì các cầu thủ đã rất là hưng phấn. Đấy, các bạn có thể thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đang yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng đi vào hàng để làm những thủ tục hải quan cần thiết để có thể đi ra bên ngoài và nhanh chóng thu gọn hành lý. Với Mark Sơ đang rất là lo ngại cao thủ đứng với những cái hàng mà các cổ động viên xung quanh. Ông rất là muốn cao thủ đảm bảo an toàn. Vì vừa rồi thì như các bạn đã biết thì trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Phan Văn Đức đã bị dính Covid-19. Điều đó đã buộc ông Bắc phải có những cái tính toán và yêu cầu cao thủ cần đảm bảo an toàn là trên hết. Sau khi trở về từ Lào thì đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi và sẽ có buổi tập theo dự kiến vào chiều mai. Các bạn tiếp tục theo dõi kênh Báo Bóng Đá để nhận những thông tin nóng hổi nhất về đội tuyển Việt Nam cũng như những chuyển động của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 nhé.